Sau nhiều chờ đợi, mẫu xe Jaguar E-Pace chuẩn bị được vén màn tại triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam. Chiếc SUV hạng sang sở hữu diện mạo vô cùng nam tính và nổi bật. Thiết kế ngoại thất của E-Pace được lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao Jaguar F-Type với đầu xe thu hút mọi ánh nhìn bởi cụm đèn trước dạng LED tạo hình độc đáo. Ở trung tâm là bộ lưới tản nhiệt tổ ong màu đen quen thuộc được tạo điểm nhấn bởi mặt con báo táo bạo. Không chỉ có ngoại hình cuốn hút, khoang nội thất của Jaguar E-Pace được đánh giá là hoàn hảo trong từng chi tiết.